Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Zero One Zero của Thạch Kim Bi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì hiện tại đang có mặt tại tựa game One B Bloodline. Nói chung thì tựa game này thì bữa tới giờ thì mình cũng đã quay khá là nhiều clip cho anh em xem rồi. Thì hôm nay mình vừa vào nick thì mình thấy có hướng dẫn là nhấp vào cái boss Crocodile gì nè anh em. Mình cũng chả biết là cái boss gì nữa. Nhưng mà nói chung thì nó hướng dẫn sao chúng ta làm vậy thôi. Rồi, chúc em một ngày vui vẻ như thường lệ thôi. Chúc em một ngày tuyệt vời. Không như là xem clip thì nhớ like video, subscribe để cái kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh chưa subscribe thì nhớ ấn vào subscribe đăng ký để ủng hộ mình nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với series game này và bây giờ thì mình sẽ làm theo hướng dẫn của nó nha. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Chọn cái mục chương 2 nè. Sau đó nhấp vào Crocodile. Có một cái hình ảnh ui. Crocodile và ở dưới là có NL nữa nè anh em. Gắt chưa? Mình cũng không biết là mình sẽ đối đầu với ai nữa, nhưng mà chắc là mình sẽ làm theo hướng dẫn là Crocodile nha. Oh my god, căng quá nhờ. Như vậy là chúng ta phải đánh đúng không? Không biết có phải đánh hay không. Thôi thì cứ đánh vào đánh đi ha anh em. Rồi như vậy là chúng ta sẽ chọn tướng để chúng ta tham gia. Thì mình sẽ chọn là ở đây thì Smoker của mình là mạnh nhất nè, cho nên chắc là mình sẽ chọn. Kèm tới đó thì sự hỗ trợ về chắc là mình sẽ chọn Luffy đi ha. Và còn một người nữa thì mình sẽ chọn Yoro. Hỗ trợ thì chắc là chơi Chopper đi. Đó, hai người này không biết được có cân nổi Crocodile không đây. Ây da, hoạt động này thì mình mới tham gia lần đầu luôn, cho nên mình cũng chả biết nó là cái gì nữa. Thì bây giờ mình sẽ truy cập vào để xem thử có ai đánh với Crocodile không nha anh em. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Nice. Mong là game này thì sớm ra mắt bản chính thức luôn để anh em chơi cho nó dễ dàng. Như vậy là 1-1 à. Oh my god, căng thế bạn ơi. Ui cái gì? Sao mình không dùng skill được? Ui xong rồi, thanh niên này ăn đánh ghê quá anh em ơi. Ui cái gì? Chạy. Ui. Đánh xa chứ ông nội. Mẹ mày ăn đòn đi nó vừa. Sao em? Ăn đòn đi. Ăn đòn đây là vừa, đánh thường lấy nổ khí. Ui không gian này mình thấy hơi chật hẹp. Sao em? Ui, chạy. Đánh để lấy kia chiêu 4 anh em ơi, chứ tình hình giờ là hơi căng quá. Đây chiêu 3 này. Ui chạy. Nó mạnh quá anh em ơi. Tình hình là mạnh quá. Thôi dụ nó vô vùng khó trắng đi. Đúng rồi, mặc dù mình thấy là mình không đánh trúng nó luôn. Đấm cái đầu nó lại anh em ơi, có chiêu 4. Có chiêu 4 thì giúp nó. Ui, đánh được nó rồi em ơi, mừng quá. Sao em? Xoay với chúng tôi, ông máu của nó hơi nhiều nha anh em. Ôi, né skill liền. Đấm cái đầu nó lại. Ôi ông máu của nó giờ là ông vàng hay ông xanh gì mà giờ máu của mình thì đã sắp hết rồi. Toàn mình thanh niên đi tướng ngầu quá ha. Ui thôi xong rồi anh em ơi, mình cảm thấy mình toàn rồi, mình không kịp dùng skill luôn. Thanh niên thoát ẩn thoát hiện nè. Ui chạy. Ok, không biết là mấy ống máu nữa nhưng mà chạy. Đúng rồi, lùi đi anh em. Khi mà thấy nó tung skill thì chúng ta nên lùi đi. Đúng rồi, lùi đi. Ui, không lùi kịp. Không lùi kịp rồi, xong rồi đó. Ui Yoro ơi, chạy đi Yoro ơi. Đúng rồi, chạy đi mà làm người. Hay quá. Con thật bờ lâu lâu đã hồi máu được á. Chém nó. Bây giờ chuẩn bị hết ống máu xanh nè anh em. Rồi có. Ý, nó còn ống máu cam nữa. Vai sao nhiều máu vậy? Nhiều máu với chúng tôi. Hay quá. Ra hồi máu đi bạn ơi. Toàn. Có hang trời ơi, chém cục cát phân thân à, căng quá nhờ. Chạy. Trời ơi, cái chiêu này khó né quá. Rồi lại chém cái cát phân thân của nó nữa. Cát phân thân nè. Đây đúng rồi, chém nó đi, chém xuyên người nó luôn. Láo thật,
Lão thật Crocodile, chúng tôi sắp hết ống máu kia rồi kìa. Sắp hết ống máu. Ui giờ tôi mới tới ống máu đỏ hả? Vậy sao chơi? Vậy sao mà chơi? Chạy chạy chạy. Ui nói chung là ui khó khăn quá nè mời. Ê sao kìa. Trời ơi bị nó hút máu kìa. Có tay luôn em ơi, giờ mấy... Ủa sao nó hồi máu lại sao vậy? Xua, giờ mới tới ống máu đỏ thì sao nè. Ui combo, combo tốt, combo tốt. Combo, 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 combo. Hay, đánh tới tóc nó luôn, tới tóc nó luôn, tới tóc nó luôn. Đánh thường, đánh thường, đánh thường. Đánh thường tóc gốc nó. Đúng rồi, sắp hết ống máu rồi nè anh em. Niềm tin, niềm tin, niềm tin chiến thắng, niềm tin chiến thắng. Niềm tin chiến thắng. Ôi né né không nổi luôn rồi. Đặt bờ đã hồi máu đi còn gì nữa. Này boy, ủa nó đâu rồi? Vai. Ủa mất một skill. Ủa mất một skill. Ủa mất một skill. À, nãy giờ nó vẫn chưa hết ống máu đó hả? Chạy chạy chạy. Đúng rồi, né đi, né đi, né đi. Né đi, nó sắp hết ống máu kia rồi đem, nhưng mà mình sắp hết thời gian rồi. Ui bây giờ mới thấm hết ống máu hả? Vãi thật, nó mạnh quá. Cào phím luôn anh em, tới giờ cào phím rồi. Ui nó đâu rồi, nó đâu rồi? 9 giây. Ui nó ra mình sắp win rồi đó. Ui nó ra mình sắp win rồi, còn 5 giây rồi. Thôi thua rồi. À còn xíu nữa là mình ăn được rồi. Ây da, như vậy là mình được 4.000 dam hả, phải không? Trong khi như nó 10.000 hả ta? Cũng chả biết nữa. Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Chắc là nhấp vào nút xanh. Nút kia chắc là đánh lại. Khó quá anh em, nói chung là không win nổi đâu. Nhưng mà nếu hôm nay mình đánh cẩn thận hơn là sẽ win đấy. Đèo quá. Thiếu một chút may mắn. Như vậy là con boss này thì như là có 3 lượt đánh mà lượt đánh đầu thì mình đã thua rồi. Đen quá. Còn con boss này là boss gì đây? Boss NL hả? Đánh thử luôn nha anh em. Anh thử cho biết mùi thôi, chứ tôi mình biết là thua rồi. Anh thử cho biết mùi anh em. Hai con boss Crocodile và boss NL chúa trời. Căng quá. Không gian khá là chật hẹp, tuy nhiên thì nếu mà đánh cẩn thận là sẽ win đấy. Giờ chúng ta sẽ xem thử coi boss NL có như thế nào nha. Crocodile. Ui cái gì thế này? Chưa gì thấy ghê gớm rồi. Ui lúc này cái dạng này là ui cái gì là sao? Ủa vậy sao đánh? Ủa vậy sao đánh ta? Ui vậy là mình đánh đứng này đánh không đó hả? Né được không, né được không? Ui né skill được không? Sao nó to vậy đi em? Là sao? Là sao? Trời ơi máu của nó kìa em ơi, ông máu tím chuẩn bị hết ông máu tím. Rồi cứ vô cào phím thôi chứ giờ cũng không biết sao. Chán không muốn nói. Cào phím, cào phím, cào phím, cào phím. Rồi, tay ông máu xanh đúng không? Tay máu xanh. Ui dồi ôi, nó có gậy rồi kìa. Ui dồi ôi, thay em đại ca ơi. Ui dồi ôi, bạn thôi. Cào phím anh em ơi, cào phím. Bây giờ cào phím rồi. Ui mỏi tay quá, mỏi tay quá. Mỏi tay quá anh em ơi. Cào phím, tới giờ cào phím rồi. Hết, sắp hết ống máu xanh rồi. Oh, mỏi tay. Chết này công nhận mỏi tay quá anh em ơi. Cào phím kiểu này mỏi tay quá. Toàn rồi. Thôi, tay bên đây hỗ trợ đi. Thanh niên chút trời, căng quá nhờ, to quá nhờ. Rồi, tới ống máu cam rồi nè anh em. Ý, tính ra là cái này dễ hơn á chứ. Tính nhanh hơn á anh em. Xoay nữa chứ. Chạy. Đó, né được skill rồi kìa. Cứ cào phím biết đâu win sao nè em. Đúng rồi, đấm nó đi bồ ơi. Sắp hết ống máu cam rồi, Rồi. Trời ơi là trời, chiêu gì. Ủa sao nó bay qua kia rồi? Phải lên. Né. Né không được luôn ta.
ngon lành. Đánh 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 nó đánh nó đánh nó. Ui sắp hết ống máu nè, sắp hết ống máu nè anh em. Mình vẫn còn một thằng Yoro nữa mà. Như vậy là thằng này sẽ win dễ hơn ấy, tính là thằng này win dễ hơn ấy. Diệt. Cào phím là win thôi, cào phím là win thôi, không cần nói nhiều. Cứ cào phím là win nha anh em, cào phím là win thôi. Rồi đúng rồi, đánh đi. Đánh nó đi. Né. Ủa cái gì? Cái gì? Ui win rồi đấy. Ôi thanh niên gà này bị đánh bay vào cái chuông luôn. Như vậy là thanh niên đã bị thua mình nha anh em. Quá ngon lành. Yes. Còn thanh niên Crocodile này là do thanh niên nó may thôi. Thanh niên nói là do may mắn thôi anh em, chứ nó không mày cũng giết được luôn ấy. Rồi nhân nó một xanh đúng không? Ui liệt hết tay. Đánh xong boss liệt tay luôn á anh em. Nói chung là như này game này kiểu cào phím thôi. Cái boss này như kiểu cào phím thôi. Như vậy là mình đã win được thanh niên này. Không biết nó có nhận thưởng được gì không. Ủa hình như là không nhận thưởng được gì à. Ủa như vậy là không nhận thưởng được gì à. Kỳ vậy. Mình nhớ là mình đánh rất là nhiệt tình luôn rồi ta. Không hiểu lắm. Ok thôi tạm thời kể đi. Mình nhận được quà gì đây nè. À đồ ăn. Ok tiếp theo thì nhận thẻ bài ở đây. Không biết là nhiệm vụ gì đây nữa. Đã nhận được 100 điểm rồi nè. Ui được một mảnh Avida nữa chứ. Đầu đớn thiệt. Đây là gì đây. Nhận được 3 cái trái vàng. Hết rồi anh em ơi, hết rồi. Ok vậy là nói chung là clip này thì mình định là test skill của nguyên team mình hiện tại đang có luôn. Nhưng mà vô thì vô tình hướng dẫn nó vô boss cho nên đánh boss luôn. Thôi chắc là kết thúc clip tại đây. Clip đơn giản thôi, quay ngắn thôi. Được rồi anh em, những clip kia thì còn toàn là những clip gần 20 phút không à? Dung lượng thì rất là nhiều. Thì thôi chắc là clip này mình sẽ quay ngắn gọn thôi. Bây giờ mình sẽ đánh nhẹ nhẹ cái gì đó cho anh em xem xíu cho nó đỡ ghiền ha. Rồi sẽ kết thúc clip nha. Đoạn này chắc là đang nói chuyện với Senji cho nên cũng không có gì đặc biệt đâu. Ok, team của mình thì hiện tại có khoảng 10 thành viên thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, còn mấy dưới này thì mấy tướng cùi Morgan, Hachi với lại Avida thì không tính làm gì. SR được Smoker với lại Chopper nè anh em. Đấy, không biết có gì để nâng cấp hay không nữa. Wow, hiện tại thì mình hình như là mình đang muốn nâng cấp thanh niên nào ta? Game này thì theo mình cảm nhận thì chúng ta nên cày nếu mà muốn cày, nếu mà không có SSR thì có thể tập trung cày SR được. Tuy nhiên thì cái này cũng chỉ là bản test cho nên chúng ta cũng có cày cỡ nào thì nói chung là nó cũng sẽ xóa game cho nên là anh em cũng đừng tâm huyết quá nha. Cứ chơi giải trí, kiểu giải trí cho vui vẻ thoải mái là được rồi, không cần phải tâm huyết cực nhọc đâu. Ok, còn cái này là cái gì đây? Ui, boss này anh em. Hiện tại là còn 3 phút nữa là có boss này, không biết là boss gì đây. Ok, cái này giống như kiểu là shop đúng không? À shop. Một cái viên này là 15.000 vàng hả ta? Ui, tính ra là có bán viên này luôn nè. Hiện tại vàng của mình là bao nhiêu ta? 107 này, không phải là 107 vạn không? Tức là 4, 5, 6, 1 triệu hả? Cái này 15.000 tức là 1 vạn. Mà mình có 107, không biết là có phải không? Để mình mua một cái thử. 107, nếu mà giờ trừ ra là còn 106 hay 105 gì đó. Ồ, vậy là đúng rồi anh em. Như vậy là mình còn nhiều. Như vậy mình sẽ mua một cái này nha, để mình nâng cấp cho team của mình. Hiện tại là thằng nào đang cần nâng cấp ta? Đây, thằng này đang cần nâng cấp cái skill này nè anh em. Không biết skill này đã có sẵn chưa nữa. Ồ, vậy là có sẵn rồi. Nói chung, ủa, skill mới nè. Ngon lành. Skill mới anh em, skill mới. Rồi, giờ đấu trường test thử coi phải skill mới không nha. Ok, mình sẽ chọn cái chỗ test tướng nha. Và thử coi Mr. 1 có phải skill mới không nha anh em. Tại vì mình vừa học được cái đó thì nó hiển thị là skill mới luôn. Thì chắc là skill mới đấy. Quá ngon lành. Rồi mình sẽ chọn Mr. 1 nha. Ok. Ủa khoan, mà cái này nó cho full skill mà đúng không? Ủa chưa full hả? Còn cái chiêu sơ chiêu V chưa có nè anh em. Chiêu V chưa có nè. Chiêu thường nói chung là đánh nha, rồi cấu xé thôi, cũng không có gì đặc biệt. Ok, rồi thác đi ha. Hiện tại là vẫn chưa full à. Không biết là thằng do tại thằng này không có hay sao. Ồ. Ít để mình chuyển sang cái chỗ này thử coi. Để mình chuyển sang cái chế độ này thử coi. Ồ như vậy là có hai loại skill à.
chắc vậy, có hai loại skill. Thôi được rồi, chúng mình sẽ kết thúc clip tới đây. Nói chung là hôm nay đánh boss nhưng mà khá là mỏi tay anh em. Đặc biệt là boss NL chút rồi, khá là mỏi tay. Chúc anh em một ngày vui vẻ tuyệt vời và đừng quên để lại một like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh chưa subscribe thì ấn ngay vào đăng ký kênh subscribe để ủng hộ cho mình nha. Một lần nữa thì cảm ơn em rất nhiều. Bye bye.